Đó là đôi lúc để chơi một chiếc điện thoại thì các bạn bắt buộc phải mua nó thôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chiếc Vivo V20. Và sau khi mua về thì mình nhận thấy là có vẻ như có đôi chút sai lầm ở đây. Rồi, mình sẽ nói qua một vài cái điểm mà đáng tiền của cái em này mà được anh em khen cái đã. Thứ nhất là nó có một độ mỏng ấn tượng là 7,38 mm, các bạn thấy không? Rất là mỏng luôn. Và mặt lưng này mình cũng rất yêu là cái chỗ chống bám mồ hôi dấu vân tay. Rồi, các bạn thấy là mình có chà bàn tay vào, mình có sờ kiểu gì ấy, thì nó không được. Sau khi đấy, ví dụ như là đây là con Nokia mình đang dùng thì các bạn thấy là dấu vân tay của mình nó thể hiện khá là rõ ở trên cái bề mặt như thế này. Còn với cái con Vivo thì gần như không thể. Nói chung là những cái điện thoại nào kính mờ thì sẽ đều như thế này. Về trọng lượng thì nó rất ấn tượng là con này nó vào tầm khoảng 174 g. Theo nhà xuất công bố thì nó là 171 g. Như là cái chiếc Realme sẽ là 181 g. Galaxy A71 là 178 g. Bên cạnh đó thì nó có một cái công nghệ mà hôm trước mình thấy Tony Phùng Tổ có review, đó là lấy nét vào mắt. Đây này, à, thì nếu mà mình nhắm một bên mắt lại, các bạn thấy nó lấy bên này, nhắm bên kia xem nào. À, nó sẽ tự động nhận mắt trái và mắt phải này. Nó có cả các kiểu lấy nét gợn sóng rồi các thứ luôn. Để mình thử xem nào. Độ phân giải của camera selfie này cũng lên tới là 40 megapixel, một thông số cũng khá là cao. Tóm lại những cái gì mình nói bây giờ các bạn là nó giống một cái chiếc điện thoại dành các chị em, mỏng nhẹ, màu lưng sặc sỡ, chống bám mồ hôi vân tay, xong lại còn thêm là một cái camera selfie rất là bá đạo này. Các bạn nhìn cái bản mặt của mình, mặt trăng mà nó cũng biến thành mặt trời, thằng khốn nạn này. Camera sau của sản phẩm thì có 64 megapixel, đặc biệt là có một cái chế độ chụp đêm. Và pin của nó là 4000, sạc của chúng ta sẵn ở đây là 33W. Và hiện tại thì chúng ta đang có phiên bản đây là 8128. Mọi người sẽ có vi xử lý Snapdragon 720G. Rồi, tóm lại là bây giờ đến cái lúc là mình phải chê. Tại sao chiếc điện thoại này mình đã chê và cũng như nhiều các bạn chê? Cái đầu tiên đấy, không có tần số quét cao với một số đối thủ trong tầm tiền này thì ủa thôi chết, mình nhầm rồi. Nhưng các bạn thấy không, ngay cả Realme, tại sao họ lại có một cái phiên bản Realme 7 là có tần số quét 90, nhưng sang cái con Realme 7 Pro Pro là cao cấp hơn nhưng lại chỉ có tần số quét cũng chỉ là 60. Bởi vì đơn giản là các bạn phải lựa chọn giữa màn hình AMOLED và cũng như là các màn hình IPS thì mới có tần số quét cao. Và cái thứ hai nữa mà mình nghĩ rằng là chưa có đủ cái lượng fan và cũng như sự cuồng nhiệt như các bạn, ví dụ như Samsung họ có thể sẽ thiết lập mức giá cao. Hey, đoạn qua video bị che mất mic thành ra phải thu âm lại. Tóm gọn đấy là Vivo muốn thành công á thì chỉ xoay quanh một từ thôi, đó là giá, giá và giá. Tức nghĩa là họ cần phải có mức giá để cho mọi người ta có thể trải nghiệm hay là đánh giá về sản phẩm một cách là hợp lý hơn. Ngày 23 tháng 10 thì thứ nhất là mình mức giá của sản phẩm này 8490 đúng không ạ, và các bạn sẽ trừ tiền pre-order này 1 triệu cho các bạn. Ui, trừ tiếp là giảm giá vào ngày 22 đến ngày 23 tháng 10 thì mức giá cuối cùng của nó sẽ là 7.190.000 và các bạn tặng cả quà tặng là tai nghe Bluetooth. Thì anh em hãy comment cho mình biết là mức giá này đã hợp lý hay chưa với những cái thứ mà nó đem lại. Các bạn muốn so sánh với máy nào trong tầm tiền này hãy cho mình biết. Và gần đây thì mình đã thực hiện kêu gọi bằng cách là bán các sản phẩm công nghệ để ủng hộ cho quỹ miền Trung thì đã thành công, và anh em thì truy cập ngay link bên dưới để xem. Và sau khi thực hiện các video về Vivo V20, mình sẽ làm tương tự ủng hộ cho quỹ của những đồng bào miền Trung đã gặp khó khăn. Và anh em nghĩ sao hãy cho mình biết, và link truy cập thông tin mình sẽ để ngay bên dưới. Hẹn lại bạn các video lần sau. Peace.